Ngôi nhà kỳ lạ gắn 9.000 bát đĩa có giá hàng tỷ đồng. Người chơi đồ cổ rất nhiều, nhưng chơi theo cách gắn hết chén đĩa cổ vật tìm được lên tường nhà, hòn non bộ, cổng như ông Nguyễn Văn Trường ở làng Kiệu Sơn, Trấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc quả là rất hiếm. Sau 15 năm tìm kiếm, nhặt nhạnh, ông Trường đã gắn lên tường nhà mình gần 9.000 chén đĩa cổ, tiền cổ, tạo cho ngôi nhà vẻ bề ngoài hết sức kỳ dị, độc đáo. Theo ông Trường, đây là cách để ông gìn giữ và bảo vệ những cổ vật mà cha ông để lại. Cầm nhà vì mê đồ cổ. Sau khi xuất ngũ năm 1989, ông Trường về quê lấy vợ và làm nghề sơn bàn ghế kiếm sống. Niềm đam mê đồ cổ đến với ông cũng thật bất ngờ. Thời gian ấy, trong một lần đi sơn bàn ghế cho một ông lão buôn bán đồ cổ nổi tiếng trong huyện, được nghe ông lão giới thiệu về đồ cổ và tận mắt chứng kiến những món đồ độc đáo sưu tầm được, làm ông Trường mê tít đồ cổ từ lúc nào không hay. Niềm đam mê cứ ngày một lớn, lại học được chút kinh nghiệm từ những người buôn đồ cổ, nên ông Trường về nhà bàn với vợ làm thêm nghề thu mua đồ cổ. Thời điểm này, người đi tìm đồ cổ về bán nhiều, nên ông Trường mua được rất nhiều món đồ lạ và đắt tiền. Thấy chồng đột nhiên chuyển sang nghề buôn bán, vợ con ông Trường cũng thấy mừng lòng. Bao nhiêu tiền của hai vợ chồng tích góp được sau nhiều năm làm lụng vất vả, ông Trường bỏ hết vào việc thu mua đồ cổ. Các món đồ ngày một nhiều, nhưng ông Trường không chịu bán bất cứ món đồ cổ nào, dù có người trả giá cao gấp đôi gấp ba lần. Mặc cho trong nhà không còn gì ăn, vợ con ông không có tiền mua gạo, ông cũng quyết giữ khư khư kho đồ cổ của mình. Nghe ở đâu có món đồ cổ là ông về bàn với vợ bán gà bán vịt lấy tiền đi mua cho bằng được, đặc biệt là đĩa cổ và chén bát cổ. Nhìn đồ cổ bị người ta mua rồi bán ra nước ngoài tôi buồn lắm. Bán hết đi mai này lấy gì để lại cho con cháu? Làm sao để con cháu đời sau biết được tài hoa chế tác ra những hoa văn trên chén đĩa đồ gốm cổ? Nghĩ vậy nên dù khó khăn nghèo đói thế nào tôi cũng mua cho được những món đồ quý, ông Trường bày tỏ. Có những chuyến ông còn lên tận Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang tìm mua. Để có tiền lộ phí và tiền mua đồ, ông Trường còn mang luôn sổ đỏ đi cầm cố ngân hàng. Lúc đầu tôi vay mượn xóm làng, anh em, nhưng về sau người ta biết tôi lấy tiền nướng vào đồ cổ nên không ai cho mượn nữa. Cắm cái sổ đỏ được hơn 10 triệu tôi dành hết để mua. Mua xong không có tiền bắt xe về quê, vậy là đi bộ mấy ngày liền để mang đồ cổ về nhà, ông Trường nhớ lại. Kể về những ngày tháng rong ruổi khắp các bãi cài dọc sông Hồng, lượm lặt đồ cổ, ông Trường cười bảo. Đúng là đam mê ngấm vào máu rồi, đố mà từ bỏ được. Có những hôm nắng chang chang, nóng rát chân, nhưng tôi vẫn đào bới từng đống cát lên để tìm đồ cổ. Cho dù là một miếng gốm nhỏ nhất, tôi cũng cất đặt cẩn thận để mang về nhà. Hết tiền, ông Trường lại đi phụ hồ sơn bàn ghế. Có được khoản tiền nho nhỏ trong người, ông lại tiếp tục bắt xe đi đến các tỉnh lân cận để săn lùng đồ cổ. Nhiều lần khuyên nhủ chồng không được, nên bà Hồ Thị Nga, vợ ông Trường cũng đành chấp nhận. Tất cả cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái đều nằm hết trên đôi vai bà Nga. Ông ấy mê đồ cổ đến mức tôi phải phát điên. Nhiều lúc tôi ôm con bỏ đi xem ông ấy có chịu bỏ đồ cổ không, nhưng cuối cùng đành ôm con về vì ông ấy vẫn xách túi lăng bạt khắp nơi. Không biết trời đày hay đồ cổ đày ông ấy nên tôi cũng đành chấp nhận, bà Nga tâm sự. Ngôi nhà kỳ dị. Công việc tìm kiếm đồ cổ cứ kéo dài như vậy cho đến khoảng năm 1998, khi căn nhà cấp 4 cũ kỹ của ông Trường không còn có chỗ để cất giữ đồ cổ. Nhà nghèo không có tiền để mua tủ kính trưng bày, nên ông Trường nghĩ ra cách gắn hết sổ đĩa cổ và toàn bộ cổ vật mình kiếm được lên tường nhà. Hai vợ chồng bòn mót xây được căn nhà cấp 4, nhưng khổ nỗi không có tiền để quét vôi ve cho đẹp. Tôi đã nghĩ ra cách mua xi măng về, rồi gắn đĩa bát vào luôn. Một phần để bảo quản đồ cổ, phần để cho tường nhà thêm chắc chắn, đẹp và độc đáo, ông Trường chia sẻ. Công việc ốp đĩa, chén và số cổ vật lên tường nhà của ông Trường cũng không hề đơn giản. Sau thời gian dài đi tìm những chiếc chén, chiếc đĩa, ông Trường về nhà xin đi phụ hồ để kiếm tiền mua xi măng và cát. Đêm đến, một mình ông thắp điện, rồi trộn hồ và bắt đầu công việc gắn đồ cổ lên tường. Để chén đĩa bám chắc vào tường, tôi trộn hồ theo công thức 2 cát 1 xi măng. Tôi hì hục làm một mình vì không muốn người khác phá vỡ ý tưởng của mình, ông Trường chia sẻ. Công việc đó cứ kéo dài như vậy trong suốt 15 năm qua. Gắn hết tường mặt trong, ông lại gắn luôn mặt ngoài. Gắn xong nhà rồi cổng và hòn non bộ cũng gắn nốt. Cho đến nay, ông Trường đã gắn lên tường, cổng và hòn non bộ nhà mình gần 9.000 chiếc đĩa cổ, 120kg tiền sàng, 30kg tiền xu, khuy áo, tạo cho ngôi nhà một vẻ đẹp độc đáo và kỳ dị. Tôi phải mất rất nhiều thời gian để thiết kế rồi mới bắt đầu ý tưởng. Gắn làm sao để vừa đẹp vừa bảo vệ được cổ vật, lại chơi được đồ cổ theo cách riêng của mình mà vừa hợp phong thủy, ông Trường nói.
Đến nhà ông Trường, ai cũng cảm tưởng ngôi nhà của gia đình ông giống như một bức tranh. Phía ngoài tường rào là hàng trăm chiếc chén đĩa được gắn theo những hình thù khác nhau. Gần cổng được ông Trường gắn thêm hai con rồng đá. Khi bước qua cổng, bên phải là một cây si, đến một am thờ và hòn non bộ lớn được gắn lên hàng trăm chiếc đĩa cổ, bát và mảnh gốm. Phía bên trái là căn nhà được gắn hàng ngàn chiếc đĩa, bát của ông. Cách giữ đồ cổ có 102. Nhiều người đến chơi nhà ông Trường đều tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng cũng không ít người tò mò tại sao ông lại làm như vậy. Có người cho rằng chơi đồ cổ như tôi chẳng qua là phá hoại đồ cổ. Nhưng tôi lại nghĩ khác, chỉ có gắn hết lên tường như vậy tôi mới bảo quản được tất cả đồ cổ tôi sưu tầm được mà không lo ai lấy trộm hay lo ai đó bán đi mất. Tôi làm vậy là muốn bảo quản đồ cổ, bảo quản những nét tinh hoa mà cha ông để lại cho con cháu đời sau, ông Trường chia sẻ. Những ngày đầu bỏ nghề sơn đi theo nghề sưu tầm đồ cổ, nhiều người cho rằng ông Trường bị điên, bị khùng, cơm không có ăn lại đi chơi đồ cổ. Mặc cho thiên hạ nói ra nói vào, ông vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Tôi thích nhất là sưu tầm đĩa cổ và chén bát cổ. Vậy nên nghe ở đâu có đĩa cổ dù đắt đến mấy, tôi cũng kiếm tiền mua cho bằng được. Trong nhà gần 9.000 cổ vật tôi gắn lên tường nhà, có những chiếc đĩa có niên đại từ thế kỷ 17, 18, 19, ông Trường nói. Theo ông Trường, ngày trước ông đi mua mỗi chiếc đĩa cổ chỉ có giá từ 50 đến 100 nghìn, nhưng nay có người trả giá đến cả triệu đồng. Biết căn nhà ông độc đáo gắn hàng ngàn chén đĩa cổ, nhiều người đến trả tiền tỷ để mua, nhưng ông vẫn nhất quyết không bán. Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán, vì đó là tâm huyết cả đời của tôi. Tôi bảo các con, nếu sau này tôi chết đi, các con có tiền cũng không bao giờ được đập phá hay bán căn nhà này. Nếu có tiền, cứ mua đất chỗ khác xây nhà để căn nhà lại bảo quản đồ cổ cho bố, ông Trường chia sẻ. Đến nay các con đã lớn khôn, cuộc sống cũng đã bớt khó khăn. Dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày ông Trường vẫn xách túi đi tìm đồ cổ. Biết bố đam mê và vất vả nên cậu con trai cả lâu lâu cũng hỗ trợ thêm vài triệu đồng để ông làm lộ phí. Rít hơi thuốc lào, ông Trường vui vẻ. Năm ngoái con trai tôi mới trả hết 30 triệu tiền nợ tôi vay đi mua đồ cổ và lấy lại được cái sổ đỏ. Thương con nhưng yêu đồ cổ quá nên không biết làm sao được. Nhiều người có thể chưa biết, ngay tại Hà Nội cũng có núi lửa. Lần gần nhất Việt Nam có núi lửa hoạt động đã cách đây gần 100 năm. Nhiều người có thể chưa biết, ngay tại Hà Nội cũng có núi lửa. Núi lửa Ba Vì. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Vượng, khoa Địa chất Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, khu vực vườn quốc gia Ba Vì hiện nay chính là một ngọn núi lửa. Tuy nhiên, núi lửa khu vực Ba Vì là một núi lửa cổ, lần hoạt động gần nhất cũng cách đây gần 200 triệu năm. Hiện Ba Vì chỉ còn là tàn tích, không có nguy cơ hoạt động trở lại. Phó giáo sư Vương nói và cho biết thêm, hiện trên đất liền ở Việt Nam không có núi lửa nào có khả năng sống dậy, còn trên biển thì vẫn có, nhưng ít. Ngoài Ba Vì, một ngọn núi khác rất nổi tiếng cũng từng là núi lửa, chính là Tam Đảo Vĩnh Phúc, với lần hoạt động gần nhất cách đây khoảng 220 triệu năm. Theo Phó giáo sư Vương, Việt Nam hiện không có những núi lửa trẻ như ở Indonesia và Philippines. Những núi lửa còn hình hài rõ nét nhất là núi lửa trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, núi lửa trên đảo Phú Quý, Bình Thuận, núi lửa Hàm Rồng, Sa Lai và núi lửa ở Bình Phước. Biểu hiện hoạt động núi lửa cuối cùng ở Việt Nam từng xảy ra ở ngoài khơi Phan Thiết vào tháng 2 năm 1923. Thủy thủ trên tàu Wakasa Maru của Nhật Bản đã nhìn thấy ở vùng biển này một đám khói đen kèm theo cột hơi nước dày đặc bốc cao hơn 2.000 mét cùng với những tiếng nổ mạnh. Ngày 8 tháng 3 năm đó, quá trình phun trào núi lửa đã xảy ra nhưng yếu ớt. Ngày 15 tháng 3 năm 1923, núi lửa tạm ngừng phun, để đến ngày 20 tháng 3 năm 1923, nó đã phun trở lại lần cuối. Kết quả đợt phun trào ấy đã hình thành một hòn đảo từ tro bụi núi lửa, được đặt tên là Hòn Tro. Sau này, Hòn Tro đã bị sóng gió đánh tan, do nó được hình thành từ những sản phẩm núi lửa chưa được cố kết chặt chẽ. Nguy cơ xảy ra sóng thần ở Việt Nam. Phó giáo sư Vượng cho biết thêm, có nhiều núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, nhưng là nguyên nhân của sóng thần ở giống Indonesia hôm 22 tháng 12 vừa qua là trường hợp hạn hữu. Vì nguyên nhân gây ra sóng thần chủ yếu do động đất dưới đáy biển, vị giáo sư cho rằng khi phun ra dung nham, núi lửa trên có thể bị sụp đổ giống như một quả núi bị sụp xuống. Đây chính là nguyên nhân gây ra sóng thần. Nói về nguy cơ xảy ra sóng thần ở Việt Nam, Phó giáo sư Vượng cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã từng có nghiên cứu. Theo nghiên cứu này, khu vực có thể chịu ảnh hưởng của sóng thần là dải bờ biển từ Đà Nẵng tới Quy Nhơn. Sóng thần có thể đổ vào khu vực này từ phía Philippines. Khu vực phía Nam sẽ không có sóng thần vì đã có cánh cung Malaysia che chắn. Vườn quốc gia Ba Vì nằm trên khu vực dãy núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội
và hai huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích 10.814,6 ha. Vườn quốc gia Ba Vì cách Sơn Tây Hà Nội 15 km và cách trung tâm Hà Nội 50 km về phía Tây. Từ đầu thế kỷ 20, Ba Vì đã là địa danh nổi tiếng nhờ sự đa dạng của các hệ sinh thái và có phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ. Vườn quốc gia này nằm trong dãy núi cao chạy dọc theo hướng Đông Bắc Tây Nam với đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m.